cái ngày cúp điện mình đi chợ, và bây giờ đang phải đi như thế này tại vì đây nhìn thì chắc không thấy rõ đâu. Cái này là thủ phạm làm rất là nhiều người trượt té trong mùa đông, tại vì nếu như các bạn có theo dõi clip tối hôm qua thì hôm qua trời mưa tuyết nó tan cho nên nó có rất là nhiều nước, thì qua đêm nó đóng băng. Mấy cái chỗ này nè nhìn tưởng không có gì nhưng mà lớp băng rất là chậm, dặn mạnh một cái là thôi đi luôn. Nhưng nãy giờ mình cứ đang phải đi lớp lớp như vậy, trời đất ơi là trời. Tù men trơn quá, trời ơi giống như là chụp quá tim vậy. Không có lớp ăn mỏ trơn á, nó trơn đi phải ráng hết sức bám. Cô chủ nhà mình á, cổ nói cổ mua giày á, cổ không có quan tâm lắm tới cái chuyện giày mà cổ mua cái trang trí của chợ á. Sẽ là cái đế giày. Tại mùa đông mà đế giày mà nó không bám á. Phần mùa đông nó mà mình đi bộ ngoài đường như thế này, bữa này đến cái chân trơn rồi. Sáng nay trời khá là lạnh, 27 mà cảm giác thật là 10+ rồi. Thôi, mình xin phép dừng video ở đây. Nếu như các bạn thích các nội dung mình chia sẻ thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.